Xin kính chào tất cả các chị và các bạn. Xin chúc tất cả mọi người có một buổi sáng Chủ nhật thật là vui, thật là vui. Và mọi người có một buổi sáng thật vui và bình yên. Vừa rồi là tác phẩm Về Quê, tại vì có một vài người có yêu cầu Trần Tuấn chơi Về Quê. Trong những trong những khoảnh khắc này, những cái giây phút này, thời gian này gần đây thì mọi người ai cũng rất là cũng lo lắng và vì cái dịch bệnh nó đến với chúng ta, quả thật là nó không ai ngờ được nó có thể bùng phát để mọi người có xáo trộn tất cả cuộc sống của gia đình. Bản thân Trần Tuấn cũng là người mà có âm nhạc luôn luôn giúp cho mình được bình tĩnh hơn, nó an yên hơn, nhưng mà thực sự là cũng có những cái băn khoăn trong cuộc sống, suy nghĩ về những người thân, bản thân những người trong gia đình mình ở xa, rồi mình thì ở đây, thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng Về Quê có thể đem lại những cái nét giai điệu nhẹ nhàng để cho mọi người có thể bình tĩnh hơn, thư thái hơn để mà chống chọi với cái căn bệnh mà phải nói là nó đang hủy hoại tất cả chúng ta. Thì phải nói là hôm qua thì Jazz Club thì có theo cái nghị định của thành phố thì chúng tôi có tạm thời đóng cửa một thời gian, cũng có nhiều thời gian. Thì lên Facebook cũng như là lên YouTube của mình thì phải nói là nghe Về Quê thì xem Về Quê thì thấy nó có những cái comment của những cái sorry mọi người, thì tôi sẽ những cái comment của mọi người về Quê, về Trần Tuấn thì cũng cảm thấy vui trong lòng. Mình cũng cảm thấy rất là vui trong lòng khi mà được mọi người Tuấn mình xin chia sẻ một chút, là có một số bạn có viết là các bạn đang comment trên trang YouTube, cái kênh YouTube Trần Tuấn, là một lập trình viên hàng ngày vật lộn với cả ngàn dòng cốt. Đêm về thì nghe tiếng saxophone của bác mà thấy cuộc sống này thật bình dị. Đấy là cũng là những cái làm cho Trần Tuấn cảm thấy rất là vui và cảm thấy ấm lòng. Chắc ở đây có mỗi mình cháu, cô gái vừa chớm 20, yêu album này từ khi chú đến vậy. Yêu vì sự bình yên, sự thư giãn qua từng nốt nhạc mà chú đem lại. Cảm ơn chú rất nhiều vì đã cho ra một album tuyệt vời thế này. Có thật là rất là vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi lần nghe tác phẩm này của anh xong, cảm thấy cuộc sống vơi đi sự chật chội, bon chen nơi đô thị. Rất nhiều và rất nhiều những cái rất thích cái comment này. Là thằng xe ôm hàng ngày phải đối mặt với chứng kiến những trái ngang của cuộc đời, tối về nghe nhạc của anh, một người bạn cũng tên là Tuấn, tôi lại thấy cuộc đời dịu lại. Wow. Rất hay, đi vào hồn người. Cảm ơn Mạnh Tuấn. Nghe mà cảm giác rất lạ. Cảm ơn chú. Mạnh Tuấn không biết là cảm ơn lạ lạ thế nào. Mình đang ngồi ở công ty, đang đại dịch corona, nghĩ nó chán quá, tài chính công ty sắp cạn kiệt, không có nguồn thu, hy vọng mọi thứ sẽ sớm qua thời gian khủng hoảng này, hy vọng một năm sau vào lại nghe như vẫn đang đam mê nhạc của anh, trong tâm thế ổn hơn. Đúng thật, trong cái hoàn cảnh này thì mọi người đều rất là hoang mang. Wow, rất nhiều và rất nhiều những comment. Âm nhạc tuyệt vời, mỗi khi nghe tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thêm yêu quê hương.
Wow. Chúng ta có thể nhìn thấy gần đây khi có những cái dịch bệnh này thì chúng ta lại nhìn thấy những cái tấm lòng của tất cả mọi người, chúng ta cảm thấy là gần nhau hơn. Thực ra thì nói về về quê thì đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ đối với Trần Mạnh Tuấn. Bởi vì chúng ta nhớ là năm đó là 2003, khi mà mình có cái ý tưởng để lên một cái album mà mang cái tính chất là có hơi thở của nhạc dân gian bằng những cái ca khúc nhạc pop nổi tiếng của các nhạc sĩ. Thì Tuấn chọn một số những cái tác phẩm mà nó có cái hơi hương đó, trong đó có Về Quê, có một trong những cái tác phẩm cũng rất hay nữa là Ngược Dòng Hương Giang của nhạc sĩ Đức Trịnh, rồi Mẹ Yêu Con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Quê Hương Giáp Văn Thạch. Đấy là những cái tác phẩm mà trong cái album Về Quê. Thì lúc đó thì Tuấn có nhờ những các bạn đồng nghiệp là thu cái album này. Khi các anh ấy biết là album này có những cái tác phẩm này thì thực ra thì các anh cũng rất là e ngại. Các anh cũng rất là e ngại là sao Tuấn tại bài này nhiều người hát quá trời rồi mà tại sao mà lại đi chơi lại làm gì, nó không có cái gì mới ở đây cả. Thực ra thì lúc đó Trần Tuấn có nói với mấy những người bạn đồng nghiệp Trần Tuấn này, thôi các anh cứ tin tưởng cái suy nghĩ của Trần Tuấn, tin tưởng cái cách tư duy của Trần Tuấn. Cái vấn đề là có thể những cái tác phẩm nó cũng nhiều năm rồi, thì chúng ta đặt vấn đề, cái cách đặt vấn đề chúng ta nó khác hơn thôi. Chúng ta có thể làm lại cho nó có một màu sắc nó tươi mới hơn, nhưng mà vẫn giữ được cái hồn cốt của tác phẩm. Với tất cả những cái bản hậu âm đó, hòa âm đó, cách biên tập Tuấn chọn đó thì sau khi thu xong thì các bạn đồng nghiệp Trần Tuấn thu thanh thì mọi người rất là cảm thấy là rất là cũng có cái hay. Tại vì với những cái nét giai điệu mà nó nghe quen thuộc rồi mà lại được chơi lại bằng một cái nhạc cụ phương Tây này, nó cũng có cái gì đó, nó ít nhiều thì nó có cái gì đó khác hơn, chưa nói là hay hơn. Thì và album này được sự đón nhận rất là lớn của công chúng cũng như các bạn đồng nghiệp mà khi cùng làm việc với Trần Mạnh Tuấn. Phải nói cảm ơn tất cả các anh rất là nhiều đã dành rất thời gian cho Trần Mạnh Tuấn để có được một cái album. Phải nói rằng đến giờ này có nhiều những album khác nhau, nhưng mà phải nói khi nghe lại thì mình thấy cái hồn của mình trong đó, cái hồn của tất cả các nghệ sĩ trong đó. Anh Quốc Hưng chơi trống này, anh Thanh Phương là một cái người mà chia sẻ với Trần Tuấn giúp rất nhiều khi mà làm cái album này. Khi anh vừa mix này, anh mix rất là hay mà anh chơi những câu guitar rất ngọt ngào. Anh Vũ Hà hay là nhạc sĩ Đỗ Bảo là người chơi piano cho album này. Phải nói là đây là những người mà đã cùng Trần Tuấn để cho ra một cái album mà mọi người rất là yêu mến và Trần Tuấn cũng rất là ưng ý. Thực ra thì cũng đấy cũng là một cái kỷ niệm mà hay là cũng có một cái mà gọi là qua những cái kinh nghiệm của Trần Tuấn rồi Trần Tuấn có để sản xuất cũng như là để cho ra những cái album mà được đón nhận như vậy. Trước đó thì khi mà năm 1997 khi Trần Tuấn về chơi, khi đang học ở thì về chơi thì có làm cùng một người bạn là nhạc sĩ Vũ Quang Trung một cái đĩa CD tên là Lời Ru Mắt Em. Lời Ru Mắt Em thì lúc đó thì Tuấn và Trung rất là ưng ý, nó có một cái nhiệt huyết của mình trong khi vừa được học jazz thì mình chơi toàn bộ là standard, những tác phẩm jazz kinh điển. Thì khi thực hiện xong album này, lúc đó thực ra thì cũng điều kiện cũng rất là khó khăn chứ cũng không có gọi là dư giả gì nhiều, thì đầu tư cũng hai người chung nhau cũng khoảng 6-7 ngàn đô la khi làm một cái album đó. Thì khi mà ra thì phát hành ra thì cũng thực sự là không được đón nhận một cách như ý như mình mong muốn. Thì mà lúc đó thì mình đâu có nhiều gọi là cái kinh phí để làm đâu. Thì
đấy cũng là một bài học, một cái kinh nghiệm. Tại vì lúc đó mình làm thì mình đang rất là mải mê với tất cả những cái mình vừa học. Tất cả đó là kỹ thuật. Mình đôi khi mình quên mất nó cái kỹ thuật nó chỉ là cái phương tiện. Dĩ nhiên với những nghệ sĩ chuyên nghiệp như mình được đào tạo thì cái kỹ thuật là một cái điều bắt buộc. Và nó chỉ là một cái phương tiện để mình truyền tải cái tâm hồn của mình mà thôi. Cho nên là lúc mình còn trẻ quá, cho nên mình cũng chưa, đương nhiên tuổi trẻ thì ai cũng vậy thôi, ai cũng phải trải qua tất cả những cái kinh nghiệm đó. Trần Tuấn cũng không ngoại lệ, mình cũng phải trải qua, cũng phải có những cái thất bại. Thì lúc đó in có đâu có 2000 đĩa CD, nhưng mà thực ra thì cũng không có, gọi là không có được đón nhận nhiều, chỉ có tặng các bạn bè rồi một số những người thực sự thích nó thì mua ủng hộ. Thì sau đó làm những cái album, sau đó mình làm Hạ Trắng, sau đó làm Về Quê, đặc biệt là Về Quê. Thì quay trở lại cái chủ đề mà hôm nay chúng tôi chia sẻ, thì trong tất cả những cái tác phẩm Việt Trần Tuấn chơi rất nhiều, và đến giờ này có thể nói chúng tôi thu khoảng 16-17 cái album, tức là cỡ gần 160 bài những cái tác phẩm Việt Nam khác nhau, thể loại khác nhau, những nhạc pop mang hơi hướng dân gian này, những tác phẩm tiền chiến này, đặc biệt là những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn này, rồi những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang này, nhạc sĩ Phó Đức Phương này, thì cũng cho mình những cái kinh nghiệm, hay là cũng 5 tháng thì mình cũng có những cái bài học để cho mình có những cái kinh nghiệm khi để xử lý những cái tác phẩm Việt Nam. Thực ra mỗi một tác giả khi viết ra, mọi người đều viết trên một cái gì đó, một cái nó một cách, đấy là cái căn bản, một cách căn bản. Thì chắc chắn rằng mỗi một ca sĩ hoặc mỗi một nghệ sĩ khi nhận một cái tác phẩm thì cũng đều có những cái cách xử lý riêng của mình. Bởi vì nếu như chúng ta chơi thẳng theo nốt nhạc viết như vậy thì nó cũng được, nhưng mà có lẽ rằng nó chưa đủ cái tình ở trong đó, nó chưa đủ những cái mà tác giả muốn viết, mà có lẽ rằng tác giả không viết ra để cho các nghệ sĩ có cơ hội để được thể hiện cái tôi mình trong đó, có thể mang lại một cái màu sắc gì đó cho tác phẩm của tác giả viết. Trần Tuấn cũng vậy, khi nhận được tác phẩm, cũng như nhận được Về Quê, nhận được Hạ Trắng, Em Ơi Nội Phố, Về Đây Nghe Em, luôn luôn có một tìm tòi để cho mình một cái cách xử lý. Với những tác phẩm Việt Nam, nó có rất nhiều những cái luyến láy. Thì mọi người có thể vừa rồi nghe Về Quê, thực ra thì nếu mà đúng văn bản chúng ta chơi một cách nó cũng hơi cứng như vậy thì nó cũng không có thực sự, đặc biệt là cho saxophone. Trần Tuấn có một cái điều rất là may mắn là sinh ra và lớn lên ở một gia đình là có truyền thống về ngành sân khấu, cải lương. Bố mẹ, anh chị đều là những người hát và chơi những cái nhạc cụ dân tộc trong ngành cải lương. Bản thân Trần Tuấn từ nhỏ cũng được một người anh rể rất gần gũi Trần Tuấn là dạy cho chơi những cái khúc nhạc đàn của đàn đàn của cải lương, tức là của võng cổ, thì chúng tôi cũng biết đánh theo sơ, đàn guitar phim lõm rồi đánh đàn kìm rồi. Và sau này anh cũng là người hướng cho Trần Tuấn đi học saxophone. Nhưng có lẽ những cái năm tháng đó mà Trịnh Tuấn có khoảng độ 4-5 năm là đi thực tập và làm ở tại đoàn cải lương Chuông Vàng thì cũng có biết được, học được các chú các anh những cái cách luyến láy, các bác cái gọi là những cái gân. Thì thực ra thì đấy, các bạn có thể nghe, nếu mà Trịnh Tuấn thổi thẳng như vậy có lẽ nó khó để mà truyền cảm mọi người. Mình thổi, mọi người có thể chỉ
có mấy nốt đầu thôi mà đã có hai cái láy ở trong đó rồi. Đấy là nhiều những cái đương nhiên cái cách láy của dân gian thì nó có cái khác một chút cái cách láy của những cái ca khúc nhạc nhẹ. Một trong những cái chắc xin phép mọi người một giây để Trần Tuấn thay pin cái này, sau đó có lẽ là sẽ chơi tặng mọi người. Ok, xin mọi người 30 giây. Chơi rất nhiều những cái Trần Tuấn thì chơi rất nhiều những cái tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chơi rất nhiều. Có lẽ từ lúc nhỏ Trần Tuấn có cái cơ hội đã được chơi những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi, và cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có cái cơ hội sau này được gặp nhạc sĩ, cũng không nghĩ là mình cơ hội được gặp nhạc sĩ, bởi vì có thể đó cũng là cái duyên. Chính vì vậy là mình rất là thích và đam mê những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính vì vậy là từ khi 8 tuổi thì được nghe Hạ Trắng, xong rồi chơi Hạ Trắng, lúc đó thì cũng không biết ai sáng tác và tác phẩm tên gì, nhưng đại khái là thấy giai điệu rất là đẹp. Chơi lên xuống như này, tại vì cái giai điệu rất là đẹp, lên xuống, saxophone rất là hay. Sau này gặp nhạc sĩ thì trở thành một trong những người bạn trẻ mà được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là quý mến. Trịnh Tuấn, và đặc biệt là khi sau khi anh mất thì Trịnh Tuấn được cái sự tin tưởng của mọi người trong gia đình, các anh các chị nhà sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như ban tổ chức, thì Trịnh Tuấn làm một cái công việc phải nói là 19 năm nay, khi mà làm cái công việc trên cái cương vị là giám đốc âm nhạc, là phải soạn rất nhiều và hôm rất nhiều. Có lẽ là Trịnh Tuấn cũng là một trong những nhạc sĩ mà hòa âm rất là nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi năm thì hòa âm đến khoảng độ 40 bài cho nhiều chương trình khác nhau, kỷ niệm ở nhiều Sài Gòn như là Huế, Hà Nội. Thì không biết là chúng ta làm bao nhiêu rồi. Nói về những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng vậy. Nó có những cái luyến láy ở trong đó rất hay. Cái này có lẽ là bởi vì là cái câu hỏi rất nhiều của các bạn nghệ sĩ trẻ cũng như các học trò chúng ta. Các bạn luôn luôn hỏi mà thầy sao mà thầy thổi ngọt thế. Mình bảo là các em phải tập thôi, tập. Trần Tuấn sẽ có những cái video mà nói về một cách nó cụ thể hơn về những cái phương pháp tập. Cái đó có lẽ là để cho một cái group của các bạn học saxophone hay là chơi saxophone. Buổi nói chuyện hôm nay là rất nhiều người, các anh các chị khác nhau, thì cũng xin rằng các anh các chị cũng dành chút thời gian, bởi vì cái này nó tương đối là về mặt kỹ thuật một tí, nhưng mà hy vọng rằng chỉ ít phút nữa thôi thì mình chia sẻ như vậy, mình sẽ chơi những tác phẩm nữa để gửi tặng đến các anh các chị để cho thay đổi không khí.
Nhưng mà trước khi chơi thì chúng ta xin được chia sẻ một chút về những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi chúng ta phải xử lý để solo cũng vậy. Một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng mà các bạn học sinh Trịnh Tuấn gần đây có chơi và có hỏi rất là nhiều. Và cái cơ hội để giải thích cho các bạn từng bạn một thì nó cũng rất là khó. Trịnh Tuấn cũng rất là bận, không có dịch bệnh, lùi rất là nhiều. Chính vậy là cái cơ hội này có thể để các bạn có thể một phần nào giúp cho các bạn hiểu thêm về cái cách xử lý những tác phẩm, cũng như cái cách để các bạn chơi những cái tác phẩm, đặc biệt là những cái tác phẩm trữ tình. Thì mình sẽ chơi Diễm Xưa một chút. Chơi như vậy thì có lẽ không biết là mọi người chấm bao nhiêu điểm, nhưng mà thì đối với Trịnh Tuấn như vậy thì chắc là được khoảng 5-6 điểm thôi, được cái rung, được thẳng, được. Nhưng mà chấm Trịnh Tuấn là người xử lý, sau đó thì mình sẽ xử lý như này. Chị thì có thể thấy sự khác biệt không ạ? Đối với Tuấn thì Tuấn thấy nó khác rất nhiều. Đương nhiên chúng ta không nên có thể đưa quá nhiều các kỹ thuật đó vào, nhưng mà trong những cái trường hợp cho phép chúng ta sẽ đưa những cái đặc biệt, những cái một cái trượt lên, cái slide trượt lên, tức là nó không nghe thấy nốt ở dưới, nhưng mà chúng ta nghe thấy cái trượt lên trên. Thay bằng mình thì Trần sẽ chơi là mà đo đi đo 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 đi đây là một chút, đấy là sự khác biệt. Hy vọng là các bạn, đó là mi fa mi re, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không nghe thấy những nốt nhỏ, nó gọi là những nốt ghost note, những nốt nhỏ, nốt lướt. Mình gọi những nốt láy, mi fa mi re nó rất nhỏ, láy rất nhẹ. Đoạn B cũng vậy. Chromatic down, chromatic xuống. Oh, yeah. Tác phẩm nào, tác phẩm Việt Nam, trừ khi mình chơi những cái bản jazz, có lẽ là bởi vì Trịnh Tuấn thì thường live chơi trên jazz club, gần như mỗi tối đều live stream, mọi người đều nghe, thì đấy là một cái cách chơi khác, một cái phong cách khác, cũng như chơi những cái nhạc phẩm viết, chơi một phong cách nó khác. Còn đây chúng ta đang nói đến những cái tác phẩm, xử lý tác phẩm nhẹ nhàng Việt Nam. Để thay đổi không khí, chắc Trịnh Tuấn sẽ chơi một bài. Đây là một bài rất nổi tiếng, một phong cách khác nữa, nó không phải dân gian như là Về Quê. Sẽ chơi bỏ đâu nhỉ, ok.
Ok, một bài có lẽ là các anh chị sẽ biết bài này. Rất là cái nét giai điệu tuyệt đẹp. Thank you.
Thao Thức Vì Em, một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Đây là một tác phẩm trong cái album mà chúng tôi gọi là Jazz It Up, nhạc sến Burrow. Thao Thức Vì Em, phải nói trong album Trần Tuấn này cũng có rất nhiều, như là Thành Phố Buồn này, rất nhiều những cái tác phẩm theo cái thể loại nhạc này. Các anh chị có thể thấy là mỗi một cái tác phẩm nó đều có những cái nét riêng của nhạc sĩ, nhưng phải nói là rất cần cái cách thể hiện riêng của mỗi một nghệ sĩ, mỗi một ca sĩ thể hiện khác nhau. Chúng ta nhớ là tác phẩm này thì cũng đã được trình diễn với mọi người, có thể xem trên YouTube cái kênh Trần Mạnh Tuấn, trong cái chương trình của nữ ca sĩ Lan Anh, một giọng ca opera rất là đặc biệt ở Hà Nội. Tác phẩm này được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng hòa âm, Trần Tuấn biểu diễn với dàn nhạc Sun Group, Sun Orchestra, nghe rất là mênh mang. Nó khác hẳn cái mà trong xin Trần Tuấn, một phong cách khác, jazzy hơn, thì nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã làm một cách khác, Trần Tuấn thể hiện trong cùng với dàn nhạc Sun. Ở trên YouTube các bạn thì Trần Mạnh Tuấn Thao Thức Vì Em, dân gian, pop nhẹ nhàng, hay là bản thân tất cả những cái tác phẩm Trần Tuấn soạn cũng vậy, nó đều có những cái rất là riêng, nó đều có những cái cách xử lý rất là riêng. Trần Tuấn thì có rất nhiều các bạn trẻ, bạn học trò có người tin nhắn Trần Tuấn trên Facebook hỏi. Bây giờ xin phép mọi người, nó hơi technical một tí, vấn đề về cho saxophone. Có lẽ là nếu bạn trẻ nào đang xem livestream thì các bạn sẽ cảm nhận được điều Trần Tuấn chia sẻ này. Các bạn nói rất là nhiều cái điều quan trọng nhất để làm chủ được cái nhạc cụ mình, đó là tập luyện. Nhưng mà thực ra thì các bạn đều nói rằng em không biết tập gì. Em tập một ngày 3 tiếng, 4 tiếng, nhưng mà cái vấn đề là không tổ chức được cái việc tập của mình để cho nó có cái sự thay đổi và có những cái biến chuyển. Thì với cái kinh nghiệm giảng dạy của Trần Tuấn nhiều năm ấy, và cái kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm, chơi nhiều năm, thì mình thấy rằng mình phải tổ chức cái việc tập của mình được nó khoa học một chút, thì nó sẽ có những cái biến chuyển. Việc đầu tiên là cái nhạc cụ mình, cái kèn mình, nếu mà ở nhà thì luôn luôn nó ở trên cái kệ, cái bàn làm việc. Luôn luôn phải để sẵn ra chứ không để trong hộp. Tại vì đôi lúc mình để trong hộp, nhiều lúc mình không nhìn thấy nó, mình quên nó, mình không mang ra. Khi tập thì đối với Trần Tuấn, Trần Tuấn chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, Trần Tuấn có thể gọi là đến khoảng 30% thời gian tập của mình, là mình sẽ tập những cái gọi là những cái căn bản trước, như là gì, như là sông, như mình tập tập những nốt dài theo hình nhiều hình thức khác nhau, trong đó nó có những hình thức mà mình thổi hình quả chám để mình xử lý cái hơi của mình, những nốt to và nhỏ để mình có thể xử lý những tác phẩm nhẹ nhàng như. Bạn cứ lần lượt thổi gam lên như thế và tập gam chạy lên, scale gam chạy lên chạy xuống, rồi chúng ta tập arpeggio, tức là những cái nốt ở trong đây, là những cái mà mình phải tập để mình nhớ được cái nốt gọi là arpeggio trong hợp âm, trong các giọng khác nhau. Rồi là mình tập các cái pattern, cái pattern khác nhau. Nó có rất nhiều cách tập. Mình lấy là gam đô, là gam trụ. Nó rất nhiều những cái cách tập như thế. Hoặc là mình chẳng là
mà nhớ một điều, chúng ta nên tập chậm lại. Tại vì thực ra thì ở đây chúng ta không có nhiều thời gian để mà có thể làm chậm tất cả mọi người lại, nhưng mà chúng ta tập rất chậm. Đến một cái ví dụ là xong ta chúng ta nâng dần lên, tempo có thể đẩy dần lên hai số, tốt nữa chúng ta đẩy tiếp hai số nữa. Và cái vấn đề thứ, và thứ hai, công đoạn thứ hai của những bước tập thứ hai của mình là mình tập etude. Có những cái bản etude ngắn, bắt đầu mình tập, mình chơi những tác phẩm. Giờ những cái tác phẩm nào mình chưa biết ra, mình chơi vỡ bài những tác phẩm đó. Cái thời gian này là cái thời gian mà có lẽ là nhiều hơn khi mà mình gọi là mình xông phi lê, tức là mình luyện hơi. Cỡ khoảng 40% là chúng ta có thể tập vỡ bài tất cả những cái bài nào mình thích. Và tập etude rút nó cho mình những cái kỹ năng về kỹ thuật tay rất là tốt, và cái kiến thức về những cái phrase mình sẽ có. Nó giống như là mình tập từ vựng. Khi mình ta có, chúng ta có nhiều vốn từ, chúng ta có thể ghép thành những cái câu nói tốt hơn. Thì âm nhạc cũng vậy, chúng ta tập những cái từ. Khi chúng ta nhiều vốn từ thì chúng ta sẽ có nhiều câu solo và ngẫu hứng hay. Và cái còn lại, thời gian còn lại khoảng 25%, 30% còn lại, thời gian cuối cùng của lúc khi mình tập là mở play along liền. Có một cái phần mềm mà rất là hữu dụng, đó là iReel. Biết chắc các bạn chuyên nghiệp, các bạn đã có iReel. Mở iReel lên, select những cái vòng nào đó mình thích tập, và mình đương nhiên, dĩ nhiên là chúng ta phải có những cái kiến thức căn bản, các hệ thống gam chúng ta phải nắm được, hệ thống mode chúng ta làm nắm được. Bật lên và chơi, và chơi một cách tự do. Các bạn ở trong đầu các bạn đang nghĩ gì là bạn chơi vậy, đang nghĩ gì đang chơi vậy, thoải mái. Tức là chơi một cách, lúc đó là một hình thức xả stress, nhưng mà vừa học nhưng vừa được xả stress. Mình những cái kiến thức thì mình học được, những cái gam, những cái arpeggio, những cái broken nào mà mình học được, mình có thể áp dụng vào đó mình chơi. Ngày nào mình cũng chơi như vậy, mỗi ngày mỗi chơi như vậy sẽ cho mình những cái, mình sẽ rút được những kinh nghiệm, và mình nhớ là nên thu lại, mình nên thâu lại những cái lúc mình tập, những cái lúc đó. Công đoạn 3 là mình nên thâu lại, mình thâu lại xem mình chơi những câu đó như thế nào, mình chơi những câu đó nó có vấn đề gì không, cái âm sắc tiếng kèn mình như ra sao. Tôi nghĩ là đấy là những có 3 công đoạn. Các bạn nếu mà các bạn làm theo cái kinh nghiệm chẳng tuần như vậy, chắc chắn các bạn sẽ thấy sự thay đổi. Tại vì thực sự bây giờ lượng thông tin quá nhiều, và có nhiều bạn thì nói quá nhiều về những cái technical, nói quá nhiều về những cái nó thực sự, chẳng tôi nghĩ là nó hơi cao quá so với mặt bằng chung của tất cả các bạn trẻ chơi. Cái đó cũng rất cần ở một cái thời điểm nào đó, nhưng mà có lẽ rằng nhìn chung bây giờ các bạn cần những cái tầng cơ bản nhiều hơn. Sắp tới chẳng hạn sẽ có nhiều những cái video mà sẽ giải thích và chia sẻ các bạn kỹ hơn về những phương pháp tập và những cái pattern mà các bạn cần tập để bổ sung cho kiến thức, cái kỹ thuật cho các bạn kèm, cách xử lý và cách zoom, cách lấy hơi. Sẽ có những cái bài riêng, có lẽ chúng ta sẽ ở trong những cái group mà các bạn thích học và có nhu cầu học và yêu thích saxophone thì mình sẽ làm. Sẽ có nhiều những cái video hơn. Mọi người nhớ theo dõi cái kênh YouTube của Trần Mạnh Tuấn. Thì sẽ có nhiều bài riêng về kèn này hơn. Còn mình nói trên tinh thần chung là nếu như các bạn tập thì mình chia sẻ, các bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi. Các bạn sẽ nhìn thấy thay đổi từ 1 tuần, 2 tuần, các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi. Chắc chắn nó giống y chang như người tập gym. Khi mà mình ngày nào cũng tập, cần lấy cái số cần như vậy, có lẽ nó khó lên cơ bắp. Cần phải có PT hướng dẫn như thế nào, rồi là cách thay đổi, cách tạ như thế nào, các động tác như thế nào, thì cũng cũng vậy. Thông tin thì bây giờ quá nhiều, và đa phần các bạn gửi cho mình câu hỏi
thì mình nghĩ là những câu hỏi các bạn hỏi hầu như là nó đang vượt quá cái khả năng của các bạn có thể làm được, khả năng các bạn làm được. Tại sao chúng ta không đặt những cái câu hỏi gì thực tế nhất để chúng ta áp dụng vào những gì chúng ta đang làm? Có rất nhiều bạn đang chơi cho đi, thường đi chơi đám cưới này, hay là chơi ở bar, hay chơi ở restaurant. Tại sao chúng ta áp dụng lấy nhỉ? Có lẽ cũng ở một cái thời điểm, những cái tác phẩm đó chúng ta không nhất thiết phải thổi quá cao, hoặc là không nhất thiết phải thổi quá thấp, thì chúng ta cũng cần chưa quan tâm đến vấn đề đó. Nên các bạn hỏi mình những cái altissimo, những cái gì đó, tôi nghĩ là bởi vì tôi có thể trả lời các bạn như vậy. Thứ nhất là tôi cũng rất là bận, không có nhiều thời gian để trả lời từng câu hỏi các bạn được. Cái thứ hai tôi nghĩ là chưa cần thiết, bởi vì các bạn cần những cái tầng cơ bản. Tại vì nếu như các bạn không có cái tầng, cái foundation, gọi là cái foundation, cái tầng cơ bản về hệ thống gam và cái rhythmic, cái tiết tấu, thì không nhất thiết các bạn phải tìm hiểu những vấn đề đó. Cái đó nó còn ở một bước tiếp theo nữa. Thì xin các bạn hãy chú trọng vào những cái gì mình đang cần. Xin các bạn có thể gửi câu hỏi. Có lẽ là trong cái dịp này thì chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn, cũng sẽ dành thời gian để mà có thể chia sẻ, cũng như là mở những cái lớp online. Bạn nào, các bạn có nhu cầu, thực sự có nhu cầu, thì có thể liên hệ với Trần Tuấn. Mình có thể sắp xếp, nếu như mà mình cảm thấy phù hợp và đặc biệt là có duyên với nhau nữa, thì Trần Tuấn có thể dành thời gian có thể chia sẻ với các bạn trong những cái dịp sắp tới. Thì các bạn hãy xây dựng cho mình một cái nền tảng nhất định. Nó giống như chúng ta xây một căn nhà, cái nền móng vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta không có nền móng mà chúng ta chỉ để ý đến những cái màu sắc của từng phòng, phải sơn màu gì thì nó dễ bị ụp, bởi vì cái nền tảng nó rất quan trọng. Và mới nghe thì tưởng vậy thôi, nhưng mà chúng ta nghe nhiều chúng ta sẽ biết rằng là bạn không có được cái nền tảng căn bản. Thực ra bây giờ với những phương tiện bây giờ ấy, thì nó cũng không thực sự là mất nhiều, quá nhiều thời gian. Bây giờ thì nó quá nhiều những phương tiện để chúng ta có thể tập luyện cũng như là nghe. Chính vì vậy là cái còn lại là vấn đề là các bạn phải tập. Và các bạn tập thế nào? Các bạn phải tổ chức cái việc tập bạn cho đúng. Thì đấy là cái mà Trần Tuấn xin chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng cái buổi chia sẻ hôm nay sẽ một phần nào giúp được các bạn trẻ chơi saxophone, và những người các bạn nào đang muốn có những cái đam mê để chơi saxophone thì hiểu cái khái niệm. Còn mình đừng quan tâm lắm về những cái ngẫu hứng chạy. Các bạn nếu mà nghe Trần Tuấn chơi jazz cùng các bạn đồng nghiệp quốc tế thì có lẽ sẽ thấy hoàn toàn khác những cái buổi Trần Tuấn đang nói chuyện ở đây. Nhưng mà đấy là một khoảnh khắc. Còn thực sự những tác phẩm Việt Nam, cái kho báu là những tác phẩm Việt Nam, những tác phẩm dân gian Việt Nam, chúng ta có thể khai thác hết cả cuộc đời này cũng không có thể hết. Nó rất là quý. Các bạn hãy cứ nhìn một tấm gương mà có lẽ rằng tất cả các nghệ sĩ Việt Nam chúng ta đều phải học hỏi, đó là nhạc sĩ Nguyên Lê, người nhiều năm nay chỉ chơi những tác phẩm do mình sáng tác hoặc những tác phẩm mang âm hưởng dân gian. Dân gian đây là dân gian của rất nhiều vùng khác nhau, không có nghĩa dân gian của Việt Nam. Anh ấy dùng rất nhiều những cái âm nhạc bản địa của các nước để phát triển. Đấy là con đường. Và có lẽ rằng dĩ nhiên chúng ta đều, mỗi người có một con đường khác nhau. Đây là cái mà chúng tôi chia sẻ là cái cảm nghĩ của mình. Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội được bước ra khỏi Việt Nam nhiều hơn. Và Trần Tuấn cũng là người rất là may mắn khi mà có rất nhiều những cơ hội ra nước ngoài biểu diễn rất nhiều các nghệ sĩ quốc tế, và cũng rất là tự hào và cảm thấy rất vui khi mà Trần Tuấn luôn được các hãng nhạc cụ
trên thế giới là mời làm nghệ sĩ đại diện. Thì nhân đây chẳng tôi cũng xin được cảm ơn hãng kèn Pimoria, hãng mouthpiece big là Jody Jazz, hãng dâm kèn Leggero, và hãng Selbridge Lefrere. Đây là những cái hãng mà luôn luôn rồi bản thân những cái hãng như Remova, những cái nơi mà luôn luôn support đồng hành Trần Tuấn rất là nhiều. Thì đấy là những cái mà xem có thể chơi được bài gì nữa tặng mọi người. Thôi hay mình thay đổi không khí tí nhé. Thay đổi không khí tí. Ok, hãy chơi một bài bluesy. Ok, tôi sẽ chơi một bài rất nổi tiếng mang tên Jojo on my mind, hơi khác một tí. Thank you.
Vừa rồi là tác phẩm mang tên Georgia My My, cũng đã khép lại buổi chia sẻ và trò chuyện với mọi người vào một buổi sáng chủ nhật. Hy vọng rằng mọi người cảm thấy nó bình tĩnh hơn, an nhiên hơn bằng âm nhạc. Trần Nguyễn cũng vậy thôi. Khi chúng ta quá căng thẳng mọi việc thì chúng ta lấy âm nhạc. Âm nhạc mang mọi, luôn luôn mang mọi người lại đến với nhau. Có thể Trần Nguyễn đang ngồi ở đây một mình thôi, nhưng đang được chia sẻ với tất cả mọi người, tất cả các bạn, các anh, các chị dành thời gian theo dõi. Đây là một cái điều vô cùng quý giá mà phải cảm ơn cuộc đời này đã cho Trần Nguyễn Tuấn có cái cơ hội để được chia sẻ với tất cả mọi người, được mọi người yêu thương. Xin mọi người có thể gửi Tuấn những cái câu hỏi. Các bạn, đặc biệt các bạn trẻ chơi saxophone, học saxophone, có nhu cầu xin liên hệ với Trần Đình Tuấn. Đặt những cái câu hỏi phù hợp với tất cả những cái khả năng của mình. Trần Đình xin được dành thời gian để trả lời tất cả các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và nếu như mà mọi người thấy thú vị thì có thể chia sẻ. Và đừng quên subscribe cho cái kênh YouTube Trần Tuấn để Trần Tuấn có thể dành nhiều thời gian hơn làm nhiều những cái clip chia sẻ về saxophone, chia sẻ về âm nhạc, chia sẻ về có thể là những cái gì đó đời, những cái gì bình thường nhất của đời sống hàng ngày của một người nghệ sĩ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin được cầu mong cho tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người và gia đình, và cầu mong cho cái dịch bệnh này sẽ qua đi, sớm qua đi, để chúng ta lại trở lại một cuộc sống bình thường, chúng ta lại gặp nhau, được cười nói và được chia sẻ, được yêu thương nhau hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian theo dõi. Xin cảm ơn.